Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng thân mến, đây là anh Phúc, một khách hàng đang xóa xăm tại thành phố Ohio. Anh Phúc thì có hình xăm khá là lớn ở cái vùng tay của mình. Anh xóa cả hai bên tay là tay phải và tay trái luôn quý vị ạ. Ở phía bên tay phải đang xóa đây thì quý vị cũng có thể thấy là anh cũng có cái hình ở phần cổ tay này và những cái hình ở ngón tay nữa. Ở ngón tay thì anh có chia sẻ là anh đã xăm đè rồi. Còn lại thì là mới chỉ là xăm một lần thôi chứ còn không phải là hình xăm đè quý vị nhá. Phần cổ tay thì quý vị có thể thấy là chúng tôi đang tác động bằng laser Piconil 450 thì đang được tác động lên da của anh rất là tốt, và khi mà laser đi tới đâu thì màu mực chuyển sang trắng ngà, đây là hiện tượng đáp ứng quý vị nhé. Còn với cái phần ngón tay của anh thì có cả màu nữa nên là chúng tôi sẽ xử lý bằng một cái bước sóng khác sau, và bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý hai cái hình xăm ở phía bên tay trái của anh với diện tích rất là lớn ạ. Hình xăm này của anh Phúc thì đã xăm được cách đây khoảng 2 đến 3 năm rồi và cũng là sở thích nên là xăm thôi. Và bây giờ thì cũng không thích nữa và có một chút ảnh hưởng đến cái công việc và cuộc sống nên là anh quyết định là xóa đi cái hình xăm này. Đó. Tất cả những cái hình xăm ngày hôm nay anh Phúc có trên cái cơ thể của mình để xóa đi thì cũng rất là lớn, diện tích rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà ngoài cái phần ở ngón tay ra thì toàn bộ là những cái hình xăm còn lại ở các cái vùng khác thì đều là màu đen thôi. Thì màu đen so với những cái màu khác thì bao giờ nó cũng sẽ đào thải mực tốt hơn và nhanh hơn rất là nhiều quý vị nhé. Quý vị có thể nhìn thấy á, khi mà laser tác động lên màu mực là gần như là màu mực chuyển sang trắng ngà ngay lập tức luôn. Thì quý vị thân mến, đây là hiện tượng đáp ứng điều trị ngay tại thời điểm này. Còn cái hiệu quả của cái buổi đầu tiên ngày hôm nay thì sẽ được thấy rõ nhất sau từ 10 đến 15 ngày quý vị nhé. Sau khi mà hạt mực xăm đã đào thải ra ngoài qua đường bài tiết mồ hôi rồi. Bởi vì là cái cơ chế tác động của Piconil 450 vào da của khách hàng, đó chính là sẽ phá vỡ cái cấu trúc màu mực xăm này để cho hạt mực xăm nhỏ ra và dần dần nó có thể đào thải ra ngoài qua mạch bạch huyết. Và chính vì thế thì với cái công nghệ này, nó sẽ không làm tổn thương trên da khách hàng mà chỉ tác động đến cái màu mực xăm ở phía bên trong da thôi. Nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm là da của quý vị khách hàng khi mà điều trị thì nó sẽ không gây những cái ảnh hưởng như là sẹo này hoặc là những cái khác biệt về cái màu da lân cận quý vị nhé. Tất nhiên là khi mà trong quá trình điều trị thì quý vị cũng cần lưu ý một số những cái thông tin sau. Vâng, quý vị thân mến, quý vị cũng sẽ nên kiêng một chút những cái đồ ăn gây sẹo như là rau muống, thịt gà, thịt bò hay là trứng này. Tiếp theo đó là chúng ta nên uống thật là nhiều nước này, hoạt động thể thao để cho cái cơ thể của chúng ta có thể là bài tiết mồ hôi thật là nhiều và hỗ trợ cho cái quá trình đào thải mực xăm. Và quý vị cũng không nên sử dụng sữa tắm hay là những cái chất tẩy rửa chúng ta kỳ cọ lên cái vùng da mà chúng ta vừa trị liệu, bởi vì là chính cái điều này sẽ gây nên tổn thương trên làn da của khách hàng quý vị nhé. Và nếu như mà quý vị khách hàng tuân thủ được theo đúng những cái mà chỉ định mà bác sĩ của thẩm mỹ Ohio đưa ra thì hoàn toàn là nền da của quý vị sẽ được hết màu mực một cách nhanh chóng này, và làn da có thể là trở về cái nền da ban đầu và không có một bất cứ một cái hiện tượng khác màu nào. Vì bản chất dù là cái hình xăm này của anh là hình xăm rất là lớn nhưng mà bản chất nó cũng chỉ là màu mực đen thôi. Thế nên là cái việc xóa màu mực xăm thì nó cũng sẽ là đơn giản hơn. Còn ở phía cái ngón tay của anh thì có một chút cái màu đỏ thì nó sẽ lâu hơn một chút. Về hình xăm thì quý vị có thể thấy là nó cũng sẽ là một cái gì đó nó rất là ảnh hưởng đến cái công việc. Và nếu như mà chúng ta làm những cái công việc đặc thù như là ngành hàng không này, muốn đi nước ngoài này, hay là những cái công việc ở nhà nước thì nó cũng sẽ là một cái rào cản rất là lớn. Chính vì thế cái việc lựa chọn cái cơ sở để xóa đi hình xăm không để lại sẹo hiện tại đang là một cái nhu cầu rất là lớn của tất cả các khách hàng. Và tất nhiên là khi mà xóa đi thì không khách hàng nào muốn để lại sẹo đúng không ạ, và luôn luôn mong muốn là hết sạch màu mực 100% trong cái thời gian ngắn nhất đó. Và khi mà đến với thẩm mỹ Ohio thì chúng tôi cam kết được với quý vị những cái thông tin vừa rồi, bởi vì là chúng tôi đang sở hữu một cái công nghệ độc quyền là Piconil 450. Với Piconil 450 thì với cái công nghệ này thì chúng ta sẽ có thể là đào thải cái mực xăm nhỏ ra này và có thể hỗ trợ bài tiết ra ngoài qua đường bài tiết mồ hôi. Vâng, thưa quý vị, và nếu như mà chúng ta muốn theo dõi xem là cái liệu trình của chúng ta
Với những cái buổi tiếp theo của anh Phúc mờ đi như thế nào thì quý vị có thể theo dõi trên trang fanpage của Thẩm mỹ Ohio quý vị nhé. Và nếu như mà chúng ta cũng đang có hình xăm và muốn xóa đi cái hình xăm của mình thì quý vị có thể là để lại thông tin liên hệ ngay ở phía dưới livestream này, hoặc là liên hệ với số hotline của Thẩm mỹ Ohio là 0919005623. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ đưa ra một liệu trình xóa xăm phù hợp cho quý vị, cũng như là sẽ đưa cho quý vị một cái liệu trình ngắn nhất và phù hợp nhất, hết sạch 100% màu mực và không để lại sẹo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.